Các bạn đang chuẩn bị theo dõi trận kéo co giữa thôn 8 và thôn 1. Đâu dây chỗ nào nhỉ? Thôn 3 nhỉ? Thôn 3 nhỉ? Dây ạ, nhỉ? Thôn 8 và thôn 3. Bên trái các bạn đây là thôn 3. Còn bên phải các bạn đây là thôn 8. Chưa anh. Cũng toàn học sinh thôi, rất nhiều học sinh. Đây là lực lượng của thôn 3. Cô này nhỉnh hơn hôm kia đấy, bên này trông to hơn bên kia. Bên này trông to khỏe hơn bên kia. To khỏe hơn đấy, cố gắng lên nhá. Cố gắng lên em nhá. Vâng, thắng lên đấy. Cố lên. Cái gì em ơi, cái gì? Giả to à? Giả dây. Bên kia là người ta chỉ đạo là dạng to ra, bên này có dạng to ra không nhỉ? 2, 4, 5 đấy đúng không? Đây, đây cô. Đây, 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 đây. Đây, đây, mọi người. Đây, thứ 8 đây. Chưa. Ôi, vâng rồi. Cái mệt mệt vào đây đã đủ. Đủ chưa? Xong chưa? Có 8 xong chưa? Con bao chưa? Con đi đây. 1, 2, 3. Nhanh quá. Thắng rồi không kéo nữa. Hiệp 1 thôn 3 thắng rất nhanh trong vòng của 3 giây. Đá hạ gục thôn thôn 8 có 3 giây thôi. Chưa kịp cái gì đã đánh dục người ta rồi. Quá nhanh. Chưa kịp kéo ra giật người ta ngã rồi. Có khỏe. Chuẩn bị. Đánh quá nhanh. Chúng ta tổ chức kéo trận bán kết ạ. Đây là lưu ở thôn 3 đánh rất nhanh. Tỷ số đang là 1-0 của hiệp 1. Nghiêng về thôn 3. Đẩy lên. Rồi ạ, vâng, kéo tạch này ạ. Dừng lên. Thôn 8 nhảo bên đây ạ. Rồi ạ. Đây là thôn 3 các bạn. Rất khỏe. Cố lên, thắng rồi. Tỷ số là 2-0 nghiêng về thôn 3. Thôn 3 thắng 2-0 rồi. 2-0. Đi đi. Đấy, thế này vui vẻ không em nhỉ? Quá vui. Mệt thì nhưng mà vui. Lại mưa mát cái, mưa đêm quá mát quá. Tôi qua không mặc lệ được, chúng tôi có ra bù không? Cô luôn à? Tiền cho bù cho khách ăn giả xem. Đấy, có cái sân này kéo co hay quá. Còn chưa?